xin mến chào lại gia đình mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì ở nhà mình thì còn có mẹ con bà cháu mình thôi. Thì mình cũng suy nghĩ coi làm cái món đồ ăn gì để cho mình, con rể mình với cháu ngoại mình ăn được một món á. Thì hôm nay thì mình quyết định mình làm thịt cốt lết nướng để ăn cơm. Thì mình có mua được một dĩa thịt cốt lết nè, mình đã rửa sạch sẽ xong rồi là bây giờ mình sẽ cho vô cái dĩa để mình ướp ha. Đó, mình mua thịt cốt lết thì mình mua được cái dĩa thịt đầu mềm. Đó, thịt đầu mềm thì mình nướng nó mềm hơn. Rồi ở bên đây nè là mình cũng có khoai từ, mình mua một củ khoai từ rồi mình về mình lấy nửa củ thôi, chút nữa là mình sẽ nấu một chén canh để mình ăn cơm. Khoai từ thì ăn với thịt sườn nướng thì nó không có hợp, nhưng mà lâu quá mình không có ăn cái canh khoai từ thì thôi mình cũng ăn đi, tại mình thích thì mình nghĩ ăn nó sẽ ngon đó. Thì giờ mình sẽ ướp thịt ha. Ướp thịt thì ở đây là mình có tỏi, hành tím với gốc hành. Bây giờ mình sẽ bỏ hết vô trong cái cối để mình xay. Thì nhà mình ăn sau thì mình ướp vậy nha. Thì bây giờ ở đây là mình có mật ong nè, mật ong ngon lắm cả nhà, tại vì mật ong này là mình mua để dành cho em bé chay chay uống nè. Ở trong cái mật mình là nó có một cái tàn ong mật luôn, mật ngon lắm, thấy ngon dữ lắm. Bây giờ là mình sẽ cho mật ong vô, thôi mình canh đi chứ để mình rót dính vô cái muỗng nó cũng. Mình cho vô khoảng 2 muỗng, 2 cái muỗng giống như này nè, mật ong. Thì bây giờ mình sẽ ướp hạt nêm, nửa muỗng hạt nêm với lại có một chút sữa tươi. Mình muốn ướp chút sữa tươi để cho cái thịt mình nó mềm, với lại là nó có chút nước thì cái cối của mình nó dễ xay. Mình xay giống vậy nè thì mình khỏi có nó dắt lấy cái xác nó ra. Rồi thì mình sẽ quậy lên cho mật ong nó còn đóng ở trong cái ca của mình á, cho nó tan ra. Coi nè, nó nhuyễn hết trơn luôn. Mình ướp vô thịt cái nồi đồ ăn của mình nó mau thấm đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đổ hết vô đây. Mình sẽ cho vô cái thịt của mình một chút màu điều, khoảng một chút xíu thôi, để có cái màu đẹp đẹp được rồi. Không có cần nhiều đâu. Định đi đón cháu ngoại nhưng mà giờ không có đi được rồi. Ông bà cô chú ơi, nhớ lại thì nhà mình hôm nay là có mấy cái anh thợ điện ở ngoài công ty vô làm điện cho nhà mình đó. Thì bây giờ mấy anh đang làm ở trong cái phòng dự hoa của gái mình nè, mấy anh đang làm ở trong đó. Đồ của mấy anh đây. Giống vậy nè cả nhà, giống như hôm trước á, thì những cái phòng của mình á thì nó có cái đèn này thôi. Cái đèn này á là nó màu vàng nên nó không có được sáng nguyên cái phòng lắm. Thì Ngọc á là với Điều Quynh á mời mấy cái anh thợ điện vô
gọi lên công ty kêu mấy anh thợ điện vô rồi cái làm mấy cái bóng đèn led ở trên xuống giống vậy nè. Đó. Đó. Mấy cái bóng này thì không, mình muốn sáng lên thì mình ấy bấm bấm vô cái nút thì mấy đèn nó sẽ sáng lên. Đó, vậy đó. Còn mình nếu mà mình muốn nó không sáng giống vậy á, mình mờ á, thì mình sẽ cho cái nút á, thì cái đèn nó sẽ xuống. Đi lên cái chỗ mà công ty sửa xe á cả nhà, ông Điều Quynh muốn sửa cái gì trong cái xe á, rồi cái công ty đó thì nó gần cái chợ của anh chị Quốc Hương ở Việt Nam. Con gọi về nó kêu mẹ ơi mẹ có muốn mua gì không, cái thì nó đưa máy cho chị Hương nói chuyện với mình. Bất tử thì mình cũng đâu có biết mua cái gì đâu, cái mình suy nghĩ mình nói là bây giờ là ở nhà thì có hai mẹ con thôi, thì bây giờ mình phải chọn những cái món ăn nào mà con mình nó ăn được, mình ăn được á, thì mình làm để hai mẹ con cùng ăn nó dễ mà nó đỡ cực đó. Rồi cái mình hỏi chị Hương, chứ chị Hương có sườn bò Hàn Quốc không, cái chị Hương nói có, cái mình nói là chị Hương lấy cho em hai dĩ đấy, là chị Hương lấy cho hai dĩ sườn bò nè. Rồi cái chị Quynh mua thêm cái nước ướp, mình mua thêm hai chai nước ướp Hàn Quốc để về để dành khi nào mình ướp thịt bò thì mình có hai chai nước ướp cái sẵn đó. Nói thôi, chị Hương lấy cho mình con gà đó, chị Hương lấy cho con gà luôn. Rồi lấy một bịch đường, lấy bịch đường trắng về để dành uống cà phê ở nhà, hết đường uống cà phê rồi nha. Cái nói chị lấy cho mình một cái bịch đồ chai nè. Bịch đồ chai này là heo lát đồ chai. Với một bịch nấm đông cô. Với lại bốn cái miếng đậu chiên nè cả nhà, bốn miếng đậu chiên. Với lại một củ cải trắng. Ngủ qua mấy bữa mình đi chợ mình mua thì cũng còn. Thì hôm nay thì Quynh nó ghé chợ mua cho mình được mấy món này ha. Thịt mình ướp cũng được 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thịt cũng đã thấm rồi cả nhà. Đây. Đó thì bây giờ mình sẽ đem cái lò ra bên ngoài cái nhà trống gần cái hồ bơi của mình nè để mình nướng, chứ nướng ở trong nhà mình sợ khói nhiều quá. Cho nên thì bây giờ mình sẽ cho thịt lên cái nồi cái lò nướng mình để mình nướng ha. Thì bây giờ mình sẽ cho rồi, nhà ba người thì mình sẽ nướng 3 miếng thôi. Rồi thì bây giờ thịt của mình nướng chín rồi nè cả nhà mình ơi. Đó, bây giờ mình sẽ gấp vô cái dĩa đem vô nhà. Đó. Quá ngon ha. À, quá ngon. Rồi, chào mặt của chú đi con học mới về đi. Chay ơi. Nghe ngoại nói. Hello mặt của chú. Con mới đi học về. Con mới đi học về. Đó. Sao vậy? Rồi thịt bây giờ á, nướng thịt chín rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ để trên bàn. Bây giờ hai mẹ con mình vô xếp hào là xong rồi ra mới ăn cơm ha. Mà đi qua.
What? Soon? Giờ mình mới ăn cơm nè cả nhà. Đáng lẽ là nướng xong ăn liền thì nó rất là ngon, nhưng mà hôm nay á, là có mấy anh làm điện á, anh lại anh làm điện cho nhà mình, cho nên là không có ship order sớm được, cho nên là mình chờ tới bây giờ á, mình mới ship order vừa xong thì UPS họ cũng vừa lại lấy, cũng hên á, chứ nếu mà để một chút là mình phải đưa đi rồi. À, giờ cơm mình đã làm xong thôi, bây giờ á là mẹ con mình vô bàn ăn cơm ha. Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào đại gia đình mình nha. Cơm nước đã xong rồi thì bây giờ mấy mẹ con mình mời đại gia đình dùng bữa cơm với gia đình mình nha. Rồi cái này có chay nè, mà quậy xịt nước tương vô cho con nha. Vô. You gotta focus on eating. Có sườn nướng rồi, có trứng ốp la nữa. Nhưng mà ốp la thì mình ăn ốp la cũng chín chín chứ không có không có sống. Con trai mình bảo quá là nó ăn ốp la nó thích ăn sống nha. Đây có chén canh khoai từ cả nhà mình đây. Chén canh khoai từ thì nấu thì tưa, vợ cũng đặt đây. Hôm nay thì có mấy anh làm điện, làm đèn cho nhà mình á, cho nên cái phòng đó là mình không có ship order được, cho nên mấy ảnh vừa làm xong cái mình lo mình ship order liền, cái để về UPS vô họ vô họ lấy cái mình kịp mình đưa. Rồi con, ông bà cô chú ăn cơm đi. Rồi ông bà cô chú ăn cơm. Đó, hôm nay con đi học có vui không? Nói ông bà nghe. Yeah, let's put this down for a second. Let's focus on eating a little bit, and then you can pick it back up once you eat a little bit more. Ăn cơm đi con. I cut it off for you, so yeah. You should be able to eat just fine. Daddy, can you put the egg? Nướng sườn yeah. Thì mình nướng bằng lửa than đó thì nó ngon hơn. How do you want the egg cut? Nhưng mà nó có mua được lửa than. Just like mời cả nhà ăn cơm. Canh khoai từ nấu với tôm khô. Okay. All little pieces. I don't have a spoon. Right there. You have a spoon touching your plate. Ăn đi con. Oh, that's grandma. Nấu ăn đi. Anh đi. Here's your other one. Where's my other one? This is really good. Ăn thử mẹ nướng ha. Ngon quá. Ngon con. Ngon quá. It's really good, Jade. You should eat some more. Hello. Oh, you hate it. Chú ăn cơm. Cô mời ông bà của chú ăn cơm. Yeah. Ăn cơm đi nha. Lấy cơm khác. Hả? Lấy cơm khác. Không, cơm đó nó ngon. Bây giờ bà ngoại nói con nghe nè, con ngồi lên video con ăn cơm á, tức là mẹ cũng nhìn thấy nữa, nên con ăn ngoan đi để mẹ vui nha, để mẹ nói cay hay ăn không có ngoan mẹ buồn. Rồi nghe lời bà ngoại. Ý. Don't play with your food, Jenny. Đâu á? She wants to grab the iPad. Không, mình có coi iPad rồi. Can you just eat a little bit without the iPad? Coi. Let me see you eat some of the meat, and then I'll give you the iPad. Pretty please? Save. Hold the iPad. Okay, I'll turn it on for you. Nó muỗng của ba, ăn nhiều quá. Eat it all, finish it. Cho đừng có làm lộn xộn, ngồi ăn ngoan đi. Okay. Gotta keep it that low. Okay, you can sit there like that. Well, good job today, May, Andy, Lee Lamb. We got all those orders out quick. Đi ăn cơm xong là chị đi học bơi, đúng không con? Yeah, and we just made it. Đi bơi.
The mailman just picked up our stuff, so we got real lucky. Very good. Stuck in your teeth? Có hai mẹ con mình à. Get it? Nhưng mà cũng bình thường đó nè. Bite some of this. Mình được Quỳnh nó nói thì mình cũng hiểu. You want just the white, right? Cả nhà thấy hai mẹ con mình xếp hàng order được á. Nên là thí dụ những cái câu chuyện bình thường mà để mình nói ở trong nhà để chơi vui rồi thì mình nói không được. Tại vì nó nhiều quá, nó dài quá, nó nói mình không hiểu. Mà it's just waiting. No yellow. Mà mình cũng không nói được. Nhưng mấy cái từ mà một hai chữ là mình hiểu được. Nên mình thấy bình thường. Yeah, you talk FaceTime. Demarket. Bye bye. Demarket. You charge her. You take them. Thì cái video của hai mẹ con mình, một ngày của hai mẹ con mình đó, thì bây giờ nó cũng dài quá rồi. Thì thôi bây giờ mình xin tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn gặp cả nhà mình cái video sau. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Thì bye bye, bye bye bà cô chú đi con. Hello ông bà cô chú ơi, hôm nay là ba với bà ngoại dẫn Chay đi học bơi. Thì bây giờ thay đồ sẵn cho em rồi, lên trển để em vô học bơi. Cháu thì nó cũng có biết bơi đó, nhưng mà nó bơi không có các căn bản, nên lại giờ mình muốn cho cháu nó bơi có cái nghệ thuật, có cái căn bản ha. Thì giờ ba Chay đăng ký cho Chay đi học bơi. Yeah, you wear it, but hold on. Giờ thay đồ xong rồi đi học bơi á. Giống như cả nhà mình mà coi em Chay lâu rồi đó ha. Hồi nhỏ tới giờ ha. Đó, cái vỏ này cũng giống y chang như hồi xưa vậy đó. Trong cái vỏ thì cũng có hai bộ đồ để em tắm lên, thì có đồ thay với lại khăn. Rồi bà ngoại cũng đem theo cho Chay sữa để em bơi xong lên, đối bụng thì có bình sữa uống. Chay nè, Chay chọn bà cô chú đi con. Đi học bơi thì ở chỗ dạy bơi là họ bán cho mình nón như vậy nè đó nha. Let's go đi, bắt vô đất cô đi lên cảnh hả nội. Con đi lên chỗ bơi hả nội, chứ bây giờ con nội chặt mất công, nó cực quá đi. Coi nha, ông bà cô chú coi nè. Ẩm em sắp ở trên ghế trên bàn, nó nói chỗ nào cũng có em hết. Nhưng mà vậy á nghe, ông bà cô chú ở trong cái phòng á là ẩm sắp, nó sắp tụm tụm vậy đó. Chứ mà ngày nào ông ngoại cũng qua dọn hết, nó không có chịu. Nó nói là sáng nào đi chào bà chú đi con. Chào bà chú. Con đi bơi. Con đi bơi.
sáng nào đi học cũng dặn bà ngoại ơi, bà ngoại nhớ nha, bà ngoại nhớ là nói ông ngoại đừng có dọn cái phòng đồ chơi của con nha, để y đó cho con về con dọn, không có cho ai dọn cái phòng đồ chơi đó mà nó sắp thấy thương lắm. Giờ lên ghế ngồi, ghế ngồi để ba chở đi. Con lấy nón xuống đi, chừng nào lên tới trên chỗ bơi con hả đội, chứ còn đội giờ nó chặt quá, nó mệt cái tóc của con lắm. Đó. Ok, when we go there, I'm gonna take a side. Daddy, we sing that. Mưa hằng ngày nay mưa suốt luôn ở nhà mình đây. Who sings that song? Sáng giờ mưa 4 lần rồi. When it was raining, where we was eating. At school? Yes. So when it rains at school, outside, we eat outside, right? No, I eat inside. Inside. When it's raining, you can't go outside. You say it's raining, it's pouring, the old man is snoring. Này con lên. No, con lên con bơi cho giỏi I nha để mẹ con like vui that. Nha. I did see the old bear toy. I didn't say that. I said the real, the fake song. Oh, the fake song? Yes. Can you show everybody how your doll works? So when it's the blue side, that means you're angry and nobody should talk to you. And when it's the pink side, it means that you're happy and you love people, right? Show everybody how it works. Con mở vô đây. Con mở con kissy missy vô đây. Rồi con có con hucky wucky. Con kissy missy. Con mở lên đây à. Con có cái con kissy missy. Con mời cô chú hai cha con nói chuyện. You like the blue one, right? Mình ngồi chiến giữa là mình chỉ biết im lặng thôi. Like không biết nói, không biết chay nói gì bà cái gì. Like nhưng mà rất là dễ thương. Chay nói tiếng Anh cũng rất là dễ thương, nói tiếng Việt cũng rất là dễ thương. I like blue too. Me too. Blue was my favorite color growing up. Daddy, I want to tell you something. Okay. A kid, the boy that you just talked earlier when I was done. When I was almost going home, sure. Then he has a blue. Ngọc bữa nay nhớ quá trời nhớ. He has a blue eating thing. He has a blue. Lunchbox? Yes. And can you say it in Vietnamese too, so they know too what you're saying? No, I don't know how to say it. You know how to say blue, right? Rồi thì bây giờ á là Chay đang tới chỗ đi học bơi rồi đây nào bà cô chú ơi. Rồi để chờ cho ba Chay đi đậu xe cái là ba vô. Rồi thì bây giờ á là Chay đang tới chỗ đi học bơi rồi đây nào bà cô chú ơi. Rồi để chờ cho ba Chay đi đậu xe cái là ba vô. Cái đợt mình qua cái tới tầng cái là Ngọc cho em đi bơi cái bà ngoại cũng đi theo.
bác mới. Thì bây giờ em bơi xong rồi ông bà cô chú ơi, bây giờ hả ba với bà ngoại dẫn em đi về. Con bơi con có vui không con? Trời ơi, con bơi có vui không? Hôm nay là bà ngoại thấy con á là con bơi được một động tác đó, con giỏi rồi đó. Con đập hai cái chân được rồi. Đó, con về cái hồ, con mai mốt con tắm là con về cái hồ của mình là con sẽ tập giống như cô tập hồi nãy vậy đó nha. Ở nhà mình có hồ mà, cho nên là về nhà mình tập vậy á, là mình sẽ mau biết lắm, mau biết bơi. Con cứ chắp cái tay thẳng rồi con giữ thăng bằng cái lưng mình cho nó thẳng. Để hiếp xuống con, đi hiếp xuống, đi hiếp xuống ấy. Con thích coi bà, cái hiếp tốt chuẩn bị ướt bà. Hôm nay bơi với ba bạn ha, hai bạn, con nữa là ba. Không ơi, ba bạn. Con nữa là ba bạn ha, vui chứ, nhưng mà hôm nay cũng ít. Ít chơi hả? Ít bạn đi bơi á, hay là tại mình đi sớm mình cũng không biết luôn. Hôm nay thấy trong hồ thì cũng ít.